Xong kệ buổi sáng anh em ơi, một cái TV 32 inch với hai cái 43 inch vừa chốt ha, hai một cái 43 với cái 32 thì giao về Châu Đốc An Giang cho ông anh ha. Còn một cái 43 LG đây thì giao về Chợ Lách ha. Rồi chúc anh em buổi sáng mua bán đắt kèo ha. Chúc anh em buổi sáng mua bán thật đắt kèo ha, cuối tuần anh em vui vẻ ha. Rồi cảm ơn anh em thương tình đã chốt con dãy TV ha. Rồi cảm ơn anh em. Thank you.